Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in tem dạng cầm tay của hãng Rohde. Nó có thể in được những cái dạng nhỏ để mình có thể là đánh dấu lên những cái chai nhỏ, chai lò hoặc là những cái công tắc điện hoặc là bất kỳ những cái vật dụng gì mà mình muốn đánh dấu ghi chú lên ở đó và dán lên. Thì hoặc là những trên văn phòng thì mình có thể là dán đến những cái kệ, những cái tủ hoặc là những cái tệ hồ sơ nhằm mục đích mình có thể là đánh dấu và phân loại để không bị quên. Và thì đây là cái dòng máy mà em muốn giới thiệu với mọi người, đó là Rohde PTB300BT. Thì đây mọi người có thể thấy là hình dáng bên ngoài của nó. Thì bây giờ thì mọi người hãy cùng em khám phá về chức năng cũng như là cấu hình của chiếc máy này. Thì đây là chiếc máy em muốn giới thiệu với mọi người của Rohde ha. Em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong của chiếc máy. Thì đây là chiếc máy ha. Đây, mọi người bên trong thì nó sẽ có thêm một số cái, ví dụ như là mọi người cái sổ hướng dẫn sử dụng ha, của rất là nhiều kiếm khác nhau. Ví dụ đây là chiếc ân này, bên kia em giới thiệu sơ cho mọi người tải app Rohde như thế nào trên này, khá là nhiều hướng dẫn khá là chi tiết ở trên này ha, bạn để bắt đầu sử dụng. Nên mọi người yên tâm về việc mà lúc mà mình mua về không biết cách sử dụng ha, Rohde hướng dẫn rất là chi tiết ở trên này, các bước 1, 2, 3, 4, 5 gì đó mình có thể xem ha. Rồi em nét qua phần này nhân xí cho mọi người. Đây đã có một cái quyển sổ này thì nó sẽ ghi chú là những cái loại dạng của Rohde và mình có thể chọn, ví dụ như đây mọi người có thể xem những cái model dạng đây để mình chọn mua cho đúng 350 6B 9B 12B hoặc 18B gì đó. Thế này dạng nền đen chữ trắng hoặc là dạng nền hồng chữ đen, nền xanh, nền bạc. Thế này nó có cứ giờ rất là chi tiết rõ ràng cho mình xem ha. Rồi đây cái chính của mình đây, đây là cái dòng máy của Rohde mà em muốn giới thiệu với mọi người và model đó là PTP300BT. Thì Rohde đang hướng tới cái nhu cầu đó là cá nhân hóa, nên thành ra mọi người có thể thấy là thiết kế của nó rất là gọn gàng ha, lớn bằng tầm bàn tay của mình ha, lớn hơn chí ha. Đây mọi người có thể thấy ha, rất là gọn gàng. Đây một màu trắng rất là tinh khôi ha, thiết kế là bắt sáu bắt bắt. Mục đích của nó có thể là in được cái dạng như em nói đó, là để mình dán lên những cái vật dụng hàng ngày như những phân loại, những cái hũ hoặc là những cái thức đựng cái gì đó hoặc là những cái vật dụng cá nhân. Thì bây giờ em sẽ gắn thử cho mọi người xem về cái cách hoạt động của nó để mình có thể xem được là nó có thể là thực hiện cách dễ dàng hay không. Em sẽ gắn thử đây, thì trên đây em đang có cái những cái nguồn nhạc của Rohde, thì mình có thể chọn những cái loại nhạc khác nhau. Nó có thể in từ 350mm tới 12mm cho mọi người. Thì đây nếu có dòng máy này á, mình có thể in từ 350 đến 12mm, đó là kích thước của nhạc. Nhạc thì mình lột ra, mình dán lên những cái vật dụng thì em sẽ bở ra để lắp cho nè. Mọi người có thể là thấy mở ra là rất là đơn giản ha. Nghe ra luôn đó, lắp nhạc, lắp nhạc cũng rất là đơn giản cho mọi người. Phía bên này đây mọi người có xem, phía bên này là để mình lắp pin ha. Pin thì nó sẽ gồm 6 cục pin 3A mình có thể lắp vào đó. Những cái 6 pin lúc khi mà hết pin thì mình có thể là mua về thay thế một cách rất là dễ dàng và tiện lợi nha mọi người. Thì vì việc là sử dụng nó cho nhu cầu là cá nhân, nên mình có thể là sử dụng cái điện thoại để mình có thể là tải một cái app Rohde về và mình để mình sử dụng. Đây thì trên này nó có sẵn Rohde làm sẵn cho mình một cái link QR code này, mọi người có thể thấy ở trên này ha. Link QR code thì mình chỉ quét cái code này thì nó sẽ cho phép mình tải cái dữ liệu tải cái app đó về, rất là đơn giản và dễ dàng ha. Thì em đã tải sẵn cái app của Rohde về đây rồi. Đây mọi người có thể thấy, em mở cái app lên cho mọi người xem ha. Đây, mở nguồn lên này thì có công tắc nguồn đây này. Nếu mà người sử dụng cái adapter thì mọi người có thể cắm pin vô để xài adapter không xài pin. Đây em đã mở lên rồi nha mọi người. Đây, sau khi tải app này, trên app này nó rất là tốt. Nó có ví dụ như mọi người là cần là in những cái tem nhãn để mục đích lưu trữ thì mọi người có thể là chọn sẵn cái form của nó, cái form của nó như vậy. Ví dụ như in thùng rác hoặc là in sắp xếp cuộc hẹn hoặc là hành lý để kia chai dầu gội, mình có thể là kích vô này thì nó sẽ có những cái form bầu cho mình để mà mình chọn đây, hoặc là hộp đựng nước hoặc là rất là nhiều cái ở đây này đó. Nó sẽ đã làm hết những cái mẫu cho mình ở trên này rồi. Dùng gara sẽ vượt thì nó có những cái mẫu thế nào thì đã có sẵn đây này rồi. Ví dụ như em tạo sẵn một cái mẫu cao cù ha, đây thì nó có sẵn cái tên ở đây rồi. Nếu mọi người không muốn đánh sử dụng cái tên này thì mọi người xóa cái tên nó đi và đánh một cái tên mới thôi. Ví dụ như em bấm vào đây là conductor đi ha, mình có thể là sử dụng tiếng Việt cho mọi người.
ví dụ như công tắc cầu thang gì đó đi, em bấm nó xong này, đơn giản này. Sau khi mà mọi người thiết kế xong, đánh chữ xong ở trong này, mình có thể đánh bất cứ tiếng Anh, tiếng Việt hay là gì đó ở trong này xong. Cái bước đầu thì mọi người cần đó là kết nối cái điện thoại này với lại là cái thiết bị này, thì cái hai kiểu này là đang kết nối bằng Bluetooth nha mọi người, thì mọi người có thể là bật Bluetooth lên. Mình giờ từ đây, đây là cái mã máy nhá, mã máy mọi người có thể xem ở đây này, 05607 này. Thì đây này, đây là cái mã máy, nếu mà mình có, tại vì em đã có ghép đôi với một cái máy Brother khác rồi nên thành ra là em chọn đúng cái mã máy. Nếu mọi người chỉ có một máy thì mình sẽ chọn nó dễ dàng hơn ha. Đó, mình có ghép đôi nè, mọi người đợi một xí ha, đợi một xí quá trình ghép đôi đó, rồi quá trình ghép đôi thành công ha, mình vào lại cái app nhé, vào lại cái app để lúc mà mình thiết kế xong rồi thì mình có thể là tiến hành in nè. Mình vào cái thiết lập in này, mình chọn lại cái dòng máy mà lúc nãy mà mình vừa kết nối Bluetooth cho mọi người đây nè, vừa kết nối thì lúc nãy em vừa kết nối tới cái máy 5607 rồi nha. Đó, xong rồi mình tiến hành mình bấm in thôi nè, bấm này bao nhiêu số mình muốn in, bao nhiêu cái thì mình chọn thôi. Ví dụ như em muốn in 2 cái đi, số lượng in đi, cái này là cái số lượng in cho mọi người đây, in 2 cái mọi người thấy không, nó in ra luôn nè. Đó, công tắc này, đó nó in ra cho mình 2 cái này. Nào, mọi người vào đây thấy không, in 2 cái. Sau khi nó in xong, nó dừng xong thì cái dòng, tại vì dòng máy này nó đang là cắt thủ công nên mình nhấn cái nút cắt cho ba một cái ha. Đây đó, nhấn nút cắt nhẹ nhàng thì nó đã cắt cho mình ra 2 cái như thế này rồi đó. Nếu mọi người không muốn cắt 2 cái mà muốn cắt một cái thì mình có thể là cắt ha, thì xong rồi mình có thể dán cái này lên cái công tắc điện hay gì đó, nó rất là dễ dàng. Nếu mà mình 2 cái thì mình phải sử dụng kéo để mình cắt tay giữa 2 cái nha. Đó, xong rồi mình cầm cái này mình dán lên những cái vật dụng, những cá nhân, ví dụ những cái kệ đồ hay là những cái hũ, ví dụ đây là hũ muối, đây là hũ đường gì đó, để cho những người nhà mình hoặc là mình hay quên, mình có thể là nhìn được và biết. Mình có thể là in được 2 hàng chữ hoặc 3 hàng chữ tùy ý nha mọi người. Đây, ví dụ như em in cái mã này ha, mình có thể in được 2 hàng chữ nha. Đây, cái dòng máy này nó in được 2 hàng chữ này, với số lượng in 1 ha, bấm in. Đó, mọi người thấy là nó tiến thì in rất là nhanh ha. Đó, in. Đó, in xong rồi in ra luôn này. Đó, mọi người thấy không? Đó, ngoài cái việc mà đó là in nhãn để dán này, thì nó có thể là in được những cái màu theo giới thiệu của hàng, thì nó có thể là in được những cái màu ribbon để mình, mục đích đó là mình dán lên hoặc là mình cột lên những cái phần quà. Thì đây ha, mọi người có thể thấy là những cái ứng dụng của cái nhãn này rất là hay. Đó, mình có thể là in những cái ribbon này để dán lên những bó hoa hoặc là những cái hộp quà với những cái thông tin mà theo mà mình mong muốn này. Đó, mọi người có thể thấy rất hay, là hay hay không? Thì đây, thì em xin nhắc lại là cái này nó có thể là in từ 3.5 đến 12mm nha mọi người. 3.5 đến 12mm đây. Cái này nó có sẵn một số cái nhãn thông dụng thôi. Còn nếu mình không muốn thì mình muốn tạo riêng cho mình, mình muốn tạo riêng cho mình một cái nhãn thì mình có thể là vô đây, mình tạo riêng cho mình một cái nhãn, ví dụ như em đánh Avoco. Rồi mình đánh kiểu Avoco xong mình, ví dụ như ngoài ra mình có thể là chọn, mình có thể anh in nha, mình có thể là đánh bất kỳ cái chữ gì mình mong muốn, hoặc mình có thể chèn lên những cái icon hoặc là những cái hình ảnh biểu tượng, để những hình ảnh những biểu tượng đó nó in này rất là nhanh chóng này. Mình có thể chèn lên những cái hình ảnh và biểu tượng để nó có thể là nhìn đẹp mắt và bắt mắt hơn ha. Đây, những biểu tượng ví dụ như bay này chết bớt luôn nè, em để in cái này luôn nha. Những cái phong chữ rất đẹp nha mọi người, đây nè cái biểu tượng của nó này, những cái biểu tượng, những cái hình ảnh rất đẹp ha. Đây mọi người có thể xem ha, nó có thể in rất là đa dạng, nhiều cái ha, những cái phong chữ, những cái nét chữ khác nhau đó, mọi người có thể xem. Mọi người nếu mà đánh giá thực quan thì cái đá chữ của nó là không quá tới mức là tuyệt vời, mà nhưng nó cũng giống như một cái văn bản in ra, thì đá chữ của nó cũng rất là tốt rồi. Thì vừa rồi em đã giới thiệu tính năng cũng như lên thử cho mọi người xem về khả năng in ấn của cái dòng máy Brother PTP 300BT này.
Thì nếu như mọi người cần cho cái công việc cá nhân của mình để mình dán lên những cái đồ dùng vật dụng trong gia đình, hoặc là cần dán lên những cái đồ vật dụng ở văn phòng mình, thì đây là một cái sự lựa chọn rất hợp lý để mình có thể sử dụng cho cái công việc cá nhân của mình. Thì nếu như mọi người cần tư vấn thêm về những cái dòng máy in của Brother này, thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người có thể cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.